Quyển sách Hỏi đáp về đái tháo đường tiếp 2 của hai tác giả Rosemary Walker và Jill Rutger là quyển sách cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất và đầy đủ về mọi phương diện, từ việc ăn uống ra sao cho đến dùng thuốc như thế nào. Từ đó, những hiểu biết về bệnh và cách điều trị là một trong những yếu tố quan trọng để có được cuộc sống thoải mái và khỏe mạnh. Đái tháo đường, hay còn gọi là tiểu đường, là một căn bệnh của thời đại. Chúng ta nhắc đến đái tháo đường và tìm hiểu về căn bệnh này nhiều hơn bao giờ hết. Bởi một phần, hiện nay, căn bệnh này chưa được chữa khỏi và người mắc bệnh đái tháo đường không còn cách nào khác ngoài việc sống chung với căn bệnh này. Nguyên nhân gây bệnh đái tháo đường tuýp 2 là do nhiều yếu tố phối hợp với nhau gây nên, cho nên không thể biết chính xác bạn bị bệnh là do đâu. Một số yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như thuộc chủng tộc dễ mắc đái tháo đường, có tiền sử gia đình bị đái tháo đường, là mang tính di truyền, do đó, ngoài khả năng kiểm soát của bạn, một số yếu tố khác như thừa cân, ít vận động có thể là hệ quả của lối sống. Cho dù ở hoàn cảnh nào thì bạn vẫn có nhiều cách để chung sống hòa bình với nó sau khi đã chẩn đoán ra. Mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 không có nghĩa là cuộc đời bạn đang đi vào ngõ cụt. Biết cách kiểm soát diễn biến của bệnh sẽ giúp bạn sống vui, sống khỏe với căn bệnh này. Qua quyển sách này, độc giả sẽ biết được những thông tin vô cùng bổ ích. Đái tháo đường tuýp 2 là gì và cách phát hiện, thay đổi lối sống như thế nào để duy trì sức khỏe tốt, thực phẩm nào nên ăn và làm thế nào để trở nên năng động hơn, cách theo dõi mức đường huyết của bạn, các phương pháp điều trị, làm thế nào để ngăn ngừa các biến chứng. Bệnh đái tháo đường tuýp 2 có thể gây ra nhiều biến chứng dài hạn rất nguy hiểm như biến chứng ở bệnh tim và hệ tuần hoàn rất dễ gây ra nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Biến chứng ở mắt gây chảy máu phổ mạc, làm giảm khả năng thị lực. Biến chứng ở thận gây suy thận do thận mất khả năng bài tiết. Biến chứng ở bàn chân gây đau nhức, sưng tấy. Đặc biệt, bệnh đái tháo đường tuýp 2 có thể gây ra căn bệnh về trầm cảm. Bên cạnh cung cấp các thông tin bổ ích, quyển sách này còn giải đáp những câu hỏi xung quanh căn bệnh này để đưa ra các giải pháp để điều trị. Lần lượt những câu hỏi theo từng chủ đề khác nhau sẽ giải quyết hầu như là tất cả những điều mà người bệnh mắc phải. Với những kiến thức có được trong cuốn Hỏi đáp về đái tháo đường tuýp 2, bạn sẽ trở thành người tiêu dùng thông thái, biết cách chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe, cũng như có một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần vui vẻ, thoải mái. Về tác giả, Rosemary Walker là người đã có 16 năm kinh nghiệm như là một y tá chuyên khoa bệnh tiểu đường, chủ trì diễn đàn của Royal College of Nursing Diabetes và là một thành viên của tập đoàn Government Expert Reference Vương quốc Anh. Jill Rutger đã có hơn 20 năm kinh nghiệm điều dưỡng lâm sàng và chăm sóc bệnh tiểu đường từ năm 1994. Cả hai tác giả mong muốn tập hợp những kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu của mình để cung cấp cho tất cả mọi người những thông tin cần thiết và chuẩn xác về căn bệnh đái tháo đường tuýp 2. Sách do First News và nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành.